thành viên ekip Đất Trừng Phương Nam đính chính thông tin về phim. Thành viên đoàn phim là biên kịch Trần Khánh Hoàng đã có những chia sẻ về vấn đề hội kín, việc không có sự tham gia của Mặt trận Việt Minh, vốn gây tranh cãi trong những ngày vừa qua. Sau một số lùm xùm liên quan đến bộ phim Đất Trừng Phương Nam và những cải biên gây tranh cãi về lịch sử, biên kịch Trần Khánh Hoàng đã có một số chia sẻ với báo chí. Ở góc độ biên kịch, ông Trần Khánh Hoàng cho biết đội ngũ sáng tạo của phim có định hướng phát triển phim điện ảnh nhiều phần, với phần 1 là nền móng. Phiên bản làm cho màn ảnh lớn sẽ có hướng phát triển nội dung tương đồng phim truyền hình Đất Phương Nam 1997. Bối cảnh đều là từ 1920-1930. Nghĩa là cả hai đều thay đổi so với nguyên tác của nhà văn Đoàn Giỏi, bối cảnh 1945. Với mục đích đó, đội ngũ sáng tạo muốn mô tả bé An, nhân vật chính, lưu lạc qua nhiều nơi, nhiều môi trường, tiếp xúc nhiều nhóm nghĩa quân khác nhau. Ngoài nhóm của nhân vật như ông Tiều do Tiến Luật đóng, là Nghĩa Hòa thuộc Thiên Địa Hội, đã được đổi thành Nam Hòa Đoàn và Chính Nghĩa Hội, còn có nhóm chủ nghĩa dân tộc của Hai Thành, Cha An, Trí và ông Sáu Mù, nhóm đấu tranh bất bạo động của Thầy Bảy và Gánh Hát, nhóm những nhà sư Nam Tông của đồng bào Khmer, nhóm đấu tranh cá nhân. Riêng lẻ như Võ Tòng, nhóm người dân yêu nước như Bác Ba Phi, Chú Ba Bắc Trắng, nhóm yêu nước dự bị, chưa có lý tưởng nhưng sẵn sàng xả thân bảo vệ người thân như Úc Lục Lâm, Co, Sinh, chị Tư U. Cũng theo biên kịch Trần Khánh Hoàng, mỗi cá nhân và tổ chức này dù khác nhau nhưng đều có điểm chung là lòng yêu nước. Thêm vào đó, nhân vật Hai Thành được định hướng sẽ tham gia Mặt trận Việt Minh và đi theo tiếng gọi của đảng, cùng tập hợp các lực lượng để đấu tranh có mục tiêu, đường lối, dẫn đến cách mạng tháng 8 sau này. Trong phim, hai cái tên Nghĩa Hòa Đoàn và Thiên Địa Hội gây tranh cãi vì bị cho là hội kín không vì mục đích chính trị và chính nghĩa. Trong bối cảnh kháng chiến tại miền Nam bấy giờ, ngược lại, những hội nhóm này chỉ có mục đích cá nhân. Để tránh gây những liên tưởng không phù hợp, Cục Điện ảnh đã duyệt đề xuất của phía làm phim, thay đổi hai cái tên thành Nam Hòa Đoàn và Chính Nghĩa Hội. Theo ghi nhận của phóng viên, số lượng câu thoại bị thay đổi dao động từ 4-5 câu trong phim. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.